Mình muốn phát huy cái võ nền võ học mình cho người phương Tây, người ta thấy người ta tới ta học để biết được cái tinh hoa, những cái tinh túy mà cả ngàn đời trong cái lịch sử chiến tranh của dân tộc mình. Tập võ cổ truyền lâu năm thì ai cũng có ưu tư đó hết á, mang cái nỗi niềm đó. Có những lão tiền bối nhưng bây giờ gần đất xa trời, những lão tiền bối đã qua đời rồi, khi họ nhắm mắt họ cũng vẫn còn nuối tiếc. Nuối tiếc tại sao không cho để truyền đạt lại cho thế hệ mai sau. You feel kung fu Vietnam, you feel martial art of Vietnam, Vietnam. Yeah. Training in Vietnam, you feel? You feel. Yeah. Kung fu has been practiced for thousands of years. Yeah. And to me it's really special to be able to connect so directly and so physically with not just the history of man, the ancient civilization, but also with the people that first developed the techniques that we're still using today. Yeah. Is really amazing. Yeah. Hiện tại là anh đang tập con võ gì vậy chú? Không, mấy binh khí này của võ ta hết rồi cô. Dạ, binh khí này là mình một cái môn võ khác nữa chứ. Không, võ mình mà. Võ mình. Võ đất nước nào cũng có binh khí này né nhau hết à. Dạ. Nhiều khi bên Philippines có loại côn này thì gọi là Anis. Nhưng mà cái côn Anis á, nó khác mình. Cái đốc nó nhỏ, nó lớn, nó ra đằng trước nó nhỏ giống như cây rô mây vậy. Dạ. Đó là Anis. Giờ người ta lấy cây này tập cho nó Anis không phải. Cái binh khí của Anis đánh nó khác mà sử dụng nó khác mình. Nó đánh rộng lắm. Còn cái này là côn, đoạn côn của môn phái chú này nó khác. Mỗi một xứ sở có. Giống như Ấn Độ nó cũng có roi đúng không? Yeah. Rồi Việt Nam mình cũng có roi, là Bình Định nổi tiếng về roi đó. Rồi Thiếu Lâm cũng có roi vậy đúng không? Nhưng mà cái roi mình có rất nhiều thứ. Trường côn côn á, nằm roi nằm trong cái ban côn là trường côn, tề mi côn, mẫu tử côn, đó là binh khí. Không, 18 môn binh khí, có những ông võ sư mà nói học hết 18 môn binh khí là mấy ông nói sai rồi đó. Cái biết chút chút thì được, nhưng mà một người giỏi một môn binh khí thôi thì đúng. Mình luyện chuyên sâu thì một chuyên sâu thôi mà muốn luyện nhiều chuyên sâu nhiều cũng không được nữa, tại vì ông trời phú cho một người đó giỏi gì cái đó thôi à, không có nhiều được. Cái nào cũng biết sử dụng, nhưng mà mình phải thẩm định được là mình có năng khiếu về cái gì. Yeah. Còn cái kia mình cũng biết đánh, nhưng mà mình không thuần thục bằng người ta. Người ví dụ người giỏi về kiếm thuật, người giỏi về đao thuật, người giỏi về roi, người giỏi về y xích, người giỏi về dao găm, người giỏi về quyền thuật. Thì giống như đi thi đấu đối kháng vậy, anh là một võ sĩ, anh lên đài. Cái đòn tay người đó rất là giỏi, nhưng mà đòn chân thì cũng giỏi, nhưng mà không bằng, không nhanh lẹ bằng đòn tay. Yeah. Thì võ sĩ bên này cũng vậy, giỏi về cước pháp, bộ pháp, nhưng mà không giỏi về động tay. Thì huấn luyện viên hay người thầy nào mà khi cho học trò tập ấy, thì mình phải phát hiện giỏi về cái đó, mình phát hiện cái sở trường đó, nâng cao. Còn cái nào mà khiếm khuyết thì cũng nên tập, chứ mình không tập phải để, là mình tập để biết tất cả luôn đó. Đúng mà rồi, mình sẽ luyện cho mình không ai không ai giỏi hết được hết. Rồi một cái bàn binh khí là rất là nhiều. Như ba đao vậy, dao găm cũng nằm trong ban đao vậy, đại đao cũng nằm trong ban đao vậy đúng không? Rồi song đao cũng nằm trong ban đao, phái đao chạm thủ, chạm mã đao cũng nằm trong ban đao. Cái võ cổ truyền mình học ba kiếp không hết đó.
nữa. Đây là bài tập thể lực nha các bạn.